Xin chào mọi người, thì hôm nay mình giới thiệu với mọi người một cái mới mới là lạ, mình mới vừa chế xong ha. Đây, mọi người thấy không, đây là cái máy thiết bị test bình ắc quy á. Coi coi dòng xả nó yếu hay là nó mạnh á. Thì hôm nay mình lấy cái máy này mình sẽ chế lại thành một cái con máy là công suất lớn để mà mình test cái dòng xả tức thời của ắc quy á. Đây, đây này là mình chế ha. Nó mình hàng vô đây luôn. Dây này là dây mai so nha mọi người, dây này là dây mai so. Dây mai so này thì mình đã đo theo kích cỡ nó trơn ha. Mình đo nó theo kích cỡ trơn à. Thì dây này mình bắt chân ốc nè, cái mình hàng vô đây luôn. Thì cái máy này là mọi người, máy này thì công suất của nó khi mọi người mua mới về á thì cái máy này nó có cái công suất là 40 ampere, 40 đến 50. 40 đến 50 ampere. Nhưng mà khi mà mọi người test 40 đến 50 ampere thì test tức thời dòng xả của nó thì nó không có lớn ha. Bởi vì mình mới chế là dây mai so thêm nè, mọi người thấy là một đống luôn. Mình chế thêm dây mai so vô để chi, để cho dòng xả thực thử được cao lên, cao hơn, phải mình test những cái bình ắc quy á, test dòng xả thực thời. Thì mình cắt cái này nè mọi người, lúc mà mới thì cái này nó là gì nè, mình lấy cái máy cắt á, cái mình cắt ra xong rồi mình lại câu cái dây mai so vô ngóc, dây mai so này, mình câu vô ngóc nè, cái mình hàn nó vô đây luôn. Để mình test cho mọi người xem ha. Đây là cái bình pin nè. Cái bình pin này là bình pin ở bên mình làm nè. Đó, mình sẽ test cái bình pin này sau khi mà mình kẹp vô á mọi người. Sau khi mình kẹp vô thì đây 13V 2. Thì á, cái bình này á, mấy cái video trước á thì mình có nói với mọi người là bình này là xả là 40A tới 45A, nhưng mà thực chất á là cái bình này á, là nó dòng xả nó tới 60A lần ha, dòng xả tức thời 60A, nên mọi người đời xe là thoải mái luôn ha. Thì đây để mình test cho mọi người xem thực tế. Lúc mà cái máy test này là mọi người, lúc mà mình mới mua mới về á thì nó tầm có khoảng là 40 tới 50A, nhưng mà công suất cho ra tầm khoảng 500 đến 600W ha. Nhưng mà bây giờ thì mình tăng cái dây mai so lên, dây mai so là mình tăng lớn lên, tăng nhiều sợi lên thì do thì nó sẽ ra được cái công suất lớn ha. Gọi một cái dây mai so này không nè, là hai dây là 100W mà mình gắn được 7 7 sợi, 7, 7 sợi dây mai so. Đây mình test cho mọi người xem. Đây, dòng xả tức thời của pin ha. 2 3. Nó sáng tám mai luôn ha, 500 mấy chục W luôn ha mọi người. 2 3 nó. Đây. À, khi mà mình gắn vào á, đây nó hiện lên, đây hiện lên thông số cho mình ha. Để mình test cho mọi người xem. Nó 72A ha. Mà lúc mới á, mọi người, lúc mà mình mới mua khăn này về nè, lúc mới á, thì mình test tầm chỉ có 40 đến 50 ngày đảo lại thôi chứ nó không có cao nữa. Nhưng mà mình này mình test dòng xả tức thời của nó nè mọi người. Hai. Nó 72A. 72A, 72 A. 72 A 686W ha. 686W. Đó. Thằng này thì nói chung mình cải tiến nó lại, mình chế nó lại thì nó thấy nó test dòng xả tức thời rất là êm nha mọi người. Rất là êm. Im lắm. Rất im ha, nhưng mà này rất là nóng nè. Mọi người khi test đừng có sờ sờ vô đây nha, nó rất là nóng. Này nè, rất là nóng. Thằng này thì nói chung là mình thấy chế lợi thì rất là ok. Mình xài dùng test dùng xài tức thời công suất cao á nên nó dễ biết hơn. Còn lúc mua zin á thì nó khó biết lắm mọi người. Đây là dây mai so nè. Đây. Đây là dây mai so ha. Dây mai so. Dây mai so này mọi người cắt cắt cho mình cục cục thôi, mọi người cắt cái khoảng ngang đây nè. Nó mọi người cắt khoảng tới đây. Khi mọi người cắt nhiều sợi ra chắp lại. Dây mai so này mình mua rẻ lắm nha mọi người. Thằng này thì chế test dùng xả tức thời của ắc quy là bao ngon. Chất dùng dây xả tức thời ha.
bao im luôn.